Và tất cả các bạn, mình là Hữu Duy. Hôm nay mình sẽ trình bày về Assignee theo 1, 2, 3. Thứ nhất là cũng gồm về các môn Basic Sciences. Đầu tiên là về Anatomy. Chúng ta sẽ nhắc lại cái bộ ba cửa. Thì đơn vị chức năng của gan là tiểu thùy gan. Thì tiểu thùy gan nó sẽ có cái hình lục giác. Ở giữa là tĩnh mạch trung tâm, thì xung quanh là các bè tế bào gan sẽ tạo một cái hình nang hoa. Mỗi bè chỉ có gồm hai lớp là tế bào nhu mô giúp tăng diện tích tiếp xúc của các tế bào với huyết tương. Thì giữa hai tế bào gan cạnh nhau là các vi ống mật pyocanaliculi. Thì các vi ống này đổ vào các tiểu quản mật nằm giữa hai lớp tế bào trong bè. Sau đó thì các ống dẫn mật lớn hơn ở bộ ba cửa quanh tiểu thùy sẽ đổ vào hai ống gan phải và ống gan trái tạo thành cái đường mật ở trong gan. Thì cái vùng ranh giới giữa các tiểu thùy gan á, thì đi là cái đường đi của bộ ba cửa sẽ gồm ống dẫn mật, tiểu tĩnh mạch cửa và tiểu động mạch gan. Thì các tiểu tĩnh mạch cửa và các tiểu động mạch gan này sẽ đổ vào các trong các mao mạch kiểu xoang sinusoid. Thì là sau đó nó sẽ về các tĩnh mạch trung tâm, rồi cuối cùng sẽ theo ba tĩnh mạch trên gan, đó là các tĩnh mạch trên gan phải, tĩnh mạch trên gan giữa và tĩnh mạch trên gan trái, rồi đổ vào tĩnh mạch chủ dưới. Đó là xong về phần anatomy. Về histology, chúng ta sẽ nhắc lại về ba loại tế bào ở trong gan. Thứ nhất là về parenchymal cell. Đây là tế bào nhu mô, nó sẽ gồm hepatocyte là các tế bào gan và các biểu mô đường mật pile duct epithelia. Thì các tế bào gan hepatocyte đây là những tế bào chủ lực để thực hiện hầu hết các chức năng ở gan. Còn các tế bào biểu mô đường mật thì nó gồm hai nhóm, đó là tế bào đường mật lớn và các tế bào đường mật nhỏ, tương ứng với các đường kính của ống mật trong gan. Về thứ hai là các sinusoidal cell. Đây là các tế bào hình xoang nằm trong xoang gan. Nó sẽ gồm các tế bào nội mô xoang gan, các tế bào Kupffer là các đại thực bào mô chuyên biệt, và các tế bào hốc. Đây là tương tự như là CD8. Về loại thứ ba đó là perisinusoidal cell. Đây là các tế bào quanh xoang, hay ta còn gọi là tế bào hình sao, thì nó sẽ nằm trong cái khoảng đít dê. Thì nó có chức năng là nó biểu hiện các thụ thể với retinol binding protein. Thì trong cái trường hợp tổn thương gan mãn tính, các tế bào hình sao sẽ bị hoạt hóa thành nguyên bào sợi. Chúng mất đi cái lớp retinoid và nó tăng cường tổng hợp cái thành phần chất nền ngoại bào như là collagen, proteolycan, glycoprotein kết dính, nó dẫn đến cái hình thành các mô sẹo. Thì hoạt hóa các tế bào sao chính là hiện tượng trung tâm trong quá trình sơ hóa của gan. Sự hoạt hóa bắt đầu từ khi mà chúng ta hoạt động cận tiết của các tế bào bên cạnh như cái nội mô xoang gan, tế bào Kupffer, tế bào gan, tiểu cầu, bạch cầu, tế bào nội mô tạo ra fibronectin và chuyển các yếu tố tăng trưởng beta thành dạng hoạt động. Đó là xong phần histology. Về chữ sang thì chúng ta sẽ bệnh nhân thang là tăng cân. Bệnh nhân sẽ khó bụng, bệnh nhân sẽ trướng lên, bệnh nhân sẽ khó thở, nôn, hoặc là bệnh nhân cảm thấy là không cảm thấy đói như lúc trước. Thì kích thước của vùng bụng sẽ tăng lên, nên khi mà lượng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ. Về quá trình thăm khám physical examination, về nhìn inspection, thì chúng ta sẽ thấy cái tuần hoàn bàn hệ. Bụng bệnh nhân sẽ bị trướng lên và
khó phù. Về bên palpation thì khi chúng ta sờ càng sâu, nhấn ấn càng sâu thì bệnh nhân sẽ bị đau và có cái sự nhạy cảm nhiệt khu trú ở một vùng bụng nào đó, hoặc là bệnh nhân khi mà có phản ứng dội thì nó sẽ chẩn đoán là các bệnh viêm phúc mạc. Còn khi chúng ta thấy bệnh nhân có cường lắc hay là cổ trướng thì có thể là chẩn đoán là xơ gan. Còn khi chúng ta sờ mà thấy một cái khối u nằm sâu trong ổ bụng, có thể là do lao bụng. Về percussion, chúng ta làm dấu hiệu Budesonide. Khi mà cái dấu hiệu này dương tính thì ta có thể ước lượng là cái lượng dịch trong bụng của bệnh nhân khoảng dưới 120 ml. Đây là giai đoạn nhẹ. Còn khi có cái dấu hiệu gõ đục bụng thấp dương tính thì lượng dịch trong ổ bụng bệnh nhân có thể là khoảng xấp xỉ khoảng 500 ml. Còn đây là giai đoạn vừa. Còn chúng ta làm một cái dấu hiệu sóng vỗ dương tính thì dịch trong ổ bụng bệnh nhân có thể là trên 1.000 ml, có thể là tới 2.000 ml. Đây là giai đoạn nặng. Về Budesonide thì đây là cái chúng ta sẽ cho bệnh nhân nằm sấp trong vòng 5 phút rồi chống khuỷu và gối lên. Thì lúc này dịch sẽ tích tụ lại, rồi bác sĩ sẽ đặt phần màng cũng nghe vào một vùng nào đó trên ổ bụng. Tay còn lại thì búng vào thành bụng bệnh nhân với tần số và cường độ không đổi. Thì trong lúc tiếp tục búng thì di chuyển ống nghe ra xa dần. Khi ra khỏi vùng có dịch thì cường độ tiếng gõ sẽ thay đổi. Thì nhờ đó mà xác định trong bụng bệnh nhân có dịch. Thì cái phương pháp này giúp chúng ta phát hiện lượng cổ trướng lượng ít khoảng 120 ml. Độ nhạy của nó là khoảng 50%, nhưng độ đặc hiệu của nó là lên đến 70%. Thì so sánh với dấu hiệu shifting dullness là cái dấu gõ đục vùng thấp thì có độ nhạy là 90% nhưng độ đặc hiệu chỉ có 60. Về các cận lâm sàng, chúng ta cần làm cái xét nghiệm gì? Đó là cái xét nghiệm công thức máu toàn phần, xét nghiệm men gan, xét nghiệm chức năng đông cầm máu, các xét nghiệm về chuyển hóa và siêu âm, CT, nhuộm kháng axit, nhuộm RAM và làm tế bào học. Và có hai cái xét nghiệm rất là đặc hiệu để chẩn đoán cổ trướng, đó là SAAG, là viết tắt của chữ Serum Ascites Albumin Gradient. Thì công thức của nó sẽ tính là chúng ta tính lấy albumin ở trong huyết thanh trừ cho lượng albumin có trong dịch cổ trướng. Thì cái công thức này á, để chẩn đoán phân biệt là cái nguyên nhân là do tăng áp tĩnh mạch cửa hay là không do tăng áp tĩnh mạch cửa. Còn cái xét nghiệm abdominal paracentesis, đó là chọc dò dịch ô bụng, thì chúng ta xét nghiệm sâu hơn, đánh giá kỹ hơn về các tình trạng dịch cổ trướng. Đây là các phân loại của cái SAAG. Khi mà chúng ta tính được trên 1,1 gram trên decilit thì nó sẽ chia ra hai nhánh là lượng protein dưới 2,5 gram trên decilit là chúng ta sẽ có các bệnh về xơ gan, các hội chứng Budgeri giai đoạn muộn, các khối u di căn ở gan. Còn khi mà cái lượng protein trên 2,5 gram trên decilit thì sẽ có các bệnh về suy tim xung huyết, viêm màng ngoài tim co thắt, giai đoạn sớm của hội chứng Budgeri, tắc nghẽn tim mạch chủ dưới, hay là hội chứng tắc nghẽn các xoang gan. Còn khi mà SAAG dưới 1,1 gram trên decilit thì có thể chẩn đoán như các bệnh về rò rỉ mật,
ra bên ngoài, hội chứng thận hư, viêm tụy hay là ung thư biểu mô, phúc mạc hay là do lao bụng. Khi mà chúng ta chọc cái giò cái dịch đó ra mà chúng ta thấy cái màu sắc của nó là trong hay là vàng vàng nhợt thì có thể là do xơ gan. Còn dịch nó màu đậm mà đặc đục thì có thể là do là viêm viêm phúc mạc nhiễm khuẩn tự phát, hoặc là do thủng ruột, viêm tụy. Trong mà trong dịch đó có máu thì sẽ do là các bệnh ác tính, các viêm tụy xuất huyết. Còn cái dịch đó chứa nhũ trắc, dịch như dịch sữa thì nó sẽ có các bệnh về u hạt hay lao hay cũng như các bệnh ác tính. Người ta còn phân chia dịch cổ trướng ra làm hai loại, đó là dịch tiết và dịch thấm. Thì dịch thấm nó sẽ xuất hiện nằm ngoài cái ổ bụng thì màu sẽ trắng trong hoặc là vàng nhạt, thì thường sẽ gặp trong các bệnh xơ gan, mất bù, suy tim phải, hội chứng thận hư, viêm cầu thận, suy dinh dưỡng. Còn cổ trướng tiết nó sẽ dịch nó sẽ nằm khu trú trong ổ bụng, dịch vàng chanh hoặc là đỏ máu, thường là do lao màng bụng, ung thư màng bụng, viêm phúc mạc nhiễm khuẩn. Về các biến chứng của cổ trướng thì chúng ta thấy có umbilical hernia, đây là thoát vị rốn. Thì phần lớn cái khối thoát vị tái phát sau khi phẫu thuật, và trừ khi chúng ta kiểm soát được lượng dịch được tốt. Thứ hai là tràn dịch màng phổi thì nó sẽ đặc biệt xuất hiện bên phổi phải. Cơ chế là dịch nó sẽ đi qua các lỗ nhỏ trên cơ hoành, thì lượng dịch tràn lên phổi có thể là rất là lớn. Thứ ba là spontaneous bacterial peritonitis, đây là bệnh viêm phúc mạc nhiễm khuẩn tự phát. Nó là do sự nhiễm trùng tự phát của dịch cổ trướng mà không có bất kỳ nguồn gây bệnh trong ổ bụng rõ ràng, thì hầu như các trường hợp được nhìn thấy ở nhân bị xơ gan. Thì trong các biến chứng thì của SBB thì là 15% trong 3 năm đầu sau khi xuất hiện ascites. Thì viêm phúc mạc nhiễm khuẩn tự phát là được cho xảy ra do hậu quả của nhiễm nhiễm trùng huyết kéo dài, do các cơ chế miễn dịch bị suy yếu và giảm hoạt tính diệt khuẩn trong cổ trướng. Thì cái hoạt tính diệt khuẩn tương đương với tổng tổng nồng độ protein trong chất lỏng. Thì trong nghiên cứu trong một các bệnh nhân nhập viện thì bị SBB có khả năng phát triển gấp 10 lần các bệnh nhân có nồng độ protein thấp hơn 1 gram trên lít hơn những người có nồng độ cao hơn. Về các biến chứng đó là vỡ tĩnh mạch thực quản. Thì tại sao lại có tĩnh mạch thực quản? Thì chúng ta biết tĩnh mạch cửa sẽ được hợp lưu bởi hai tĩnh mạch là tĩnh mạch mạch treo chàng trên và tĩnh mạch lách. Ngoài ra thì tĩnh mạch cửa còn nhận một nhánh, đó là tĩnh mạch vị trái. Cái tĩnh mạch vị trái sẽ tạo ra một cái vòng nối, gọi là vòng nối thực quản, do tĩnh mạch vị trái thuộc hệ cửa sẽ nối với tĩnh mạch thực quản là nhánh của tĩnh mạch đơn thuộc hệ tĩnh mạch chủ. Thì cơ chế là khi xơ gan, các tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì cái tĩnh mạch vị trái không không đổ về tĩnh mạch cửa được, nó sẽ làm giãn, làm vỡ cái tĩnh mạch thực quản. Cái biến chứng tiếp theo là bệnh nhân bị cường lách, phù phù hai chi dưới và các bệnh não do gan. Về tiếp theo mình sẽ trình bày về ABC. Thứ nhất là về etiology. Thì trong nhiều ca bệnh thì người ta đã nghiên cứu khoảng 61% bệnh nhân bị ascites là do gan, khoảng 13% là do lao lao bụng, còn 8% là do các bệnh ác tính
là các rối loạn về tim mạch, 18% còn lại là do các bệnh khác. Về pathogenesis thì các nhà khoa học đã cho các ba thuyết, đó là underfill theory là chúng ta có thể dịch nó là giảm giảm dòng chảy trong tuần hoàn. Thì cái cơ chế là khi bị giảm thể tích như vậy thì sẽ giảm tưới máu cho thận, sẽ gây sẽ kích hoạt cái tế bào cận phức hợp cầu thận, cái renin, và kích hoạt hệ thống renin, angiotensin, aldosterone, sẽ làm giữ nước, giữ muối, đào thải kali, làm cổ trướng. Cái giả thuyết thứ hai đó là overfill theory, là khi mà có sự kết hợp của tăng áp tĩnh mạch cửa và tăng thể tích tuần hoàn thì sẽ gây ra hiện tượng quá tải dòng chảy, làm cho dịch đi ra ngoài khoang phúc mạc rất là nhiều, tạo nên cổ trướng. Thì cơ chế đó là sự suy giảm các chất gây giãn mạch như là prostaglandin M1, M2, làm suy giảm chức năng của thận, thận sẽ giảm lọc, làm bán bụng. Cái giả thuyết thứ ba là vasodilation theory. Đây là cái giả thuyết mà nhiều người dựa vào nhất. Khi mà cái tĩnh mạch cửa bị tăng áp lực trên cái ngưỡng, thì chúng ta biết là bình thường áp lực tĩnh mạch cửa sẽ khoảng từ 10 tới 12 mm thủy ngân. Thì trên trên cái ngưỡng đó thì chúng ta sẽ bị tăng áp và dịch sẽ từ tĩnh cửa ra ngoài khoang phúc mạc. Thì nó cũng sẽ làm tăng tăng cái hormone giữ nước, giữ muối và giảm chức năng của thận. Về pathophysiology thì sẽ có ba cái chính, đó là elevated thyroid pressure, là tăng áp tĩnh mạch cửa. Chúng ta gặp trong các bệnh như là xơ gan, các suy tim xung huyết, hay là cái hội chứng về tĩnh mạch chủ dưới, cái hội chứng Bucherovi, các tắc nghẽn tĩnh mạch cửa. Thì cái thứ hai là sự giảm áp suất keo, đó là do sự suy giảm albumin trong máu trong các bệnh về hội chứng thận hư hay là suy dinh dưỡng. Thì suy dinh dưỡng ở đây chúng ta chỉ nhắc về cái loại kwashiorkor, nó khác với marasmus. Thì kwashiorkor đó là trẻ nhỏ sẽ bị ăn thiếu thịt, thiếu đạm, sẽ gây tình trạng da đỏ, bán cổ trướng. Còn marasmus là trẻ ăn thiếu mọi chất, từ carbohydrate, protein hay là lipid. Tiếp theo là do xơ gan hoặc là các suy giảm chức năng gan. Là nguyên thứ ba đó là lượng lượng bài tiết, lượng sản lượng sinh ra nhiều hơn cái lượng tu, sẽ cũng gây ra bán bụng, cổ trướng. Có thể là do lao, do nấm hoặc do các ký sinh trùng, hoặc là do các bệnh ác tính như là ung thư biểu mô, di căn, ung thư chung biểu nguyên phát hay là viêm phúc mạc ô hạn. Đó là phần trình bày của mình. Cảm ơn các bạn và thầy nghe.